rét rét thế này. Tí nữa mình cứ bắt đầu nướng thơm thơm là y như rằng tí nào. Y như rằng sẽ thấy ông thần Mao Đệ xuất hiện. Ông xuất hiện một cách rất là bất ngờ cho mà xem. Làm thì không chịu làm đâu. Mình gọi lên để vặt lông chim. Mình gọi lên vặt lông chim mà chả thấy nó đâu luôn. Xuống tận nhà gọi không thấy đâu. Ra đồng tìm không thấy đâu. Nhưng mà tí nữa nướng chim xong y như rằng là lại thấy đấy. Lại thấy đâu luôn. Ngon không? Đấy. Chim đồng thế nên là nó không có mỡ nhé, không béo đâu mà không to. Không to, chim cút nuôi nó to lắm. Chim này nó béo, nó bé mà nó gầy gầy. Đấy nhá. Bé ti như con chào mào ạ. Ok nhé mọi người nhé. 4 xiên, 5 xiên. Trời. Ngon chưa? Tuyệt vời luôn. Xong một con. Thơm phức phức. Nào mình sẽ làm món chim to dần này nha. Ngon chưa anh em? Đấy. Tuyệt vời luôn. Quá ngon luôn nhá. Món này hết giờ. Thơm. Tuyệt vời. Đây mà không có bia thì mình mua làm bia đã. Tối ăn xem là bóng nhỉ. Hợp lý ấy.
anh ấy về phát điện, mình lấy chết đi. Mày ăn cái chim của bố mày. Mà rõ ràng lúc nãy chó xích ngoài kia mày. Không ai buộc chó ở đấy. Hả? Sang đây lấy hết của mình lại còn bị đổi tội cho chó à? À, cái mày.
ai biết được là mình đồ tốt cho chó. Đấy. Chưa. Trốn à? Ngày mai cũng gặp chết rồi.